Khoảng tháng 10, tháng 11 hàng năm, đến hẹn lại lên, hoa dã quỳ tại vườn quốc gia Ba Vì lại bắt đầu bung nở với màu vàng rực rỡ. Vườn quốc gia Ba Vì nằm ở phía tây thành phố Hà Nội, cách trung tâm hơn 50 km. Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên, cùng với khí hậu mát mẻ, trong lành, với sắc hoa vàng nở rộ của hoa dã quỳ, nơi đây giống như một Đà Lạt thu nhỏ ngay gần Hà Nội. Chính vì vậy mà cứ đến mùa thu, dã quỳ lại vươn mình nở rộ cả một vùng của vườn quốc gia Ba Vì, thu hút nhiều khách du lịch đến thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. Chào hoa dã quỳ! Với khí hậu mát mẻ của Ba Vì là môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng của loài hoa này. Hoa dã quỳ có bông to, màu vàng đậm và có mùi ngai ngái, nhưng khi mọc sát với nhau thì giống như một thảm lụa vàng được dệt bởi tự nhiên. Hoa dã quỳ hay còn gọi là hoa cúc quỳ, sơn quỳ là một loại hoa thuộc họ cúc, có nguồn gốc từ Mexico, được người Pháp mang về trồng tại Đà Lạt đầu tiên. Hoa dã quỳ trải dài suốt chặng đường 12 km từ trạm soát vé lên đến đỉnh, mang đến một vẻ đẹp đặc biệt vào khoảng chuyển mùa sang đông. Đến với vườn quốc gia Ba Vì, ngoài vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa, nơi đây còn có một hệ thực vật đa dạng. Khí hậu mát mẻ ở độ cao 1.296 m là điểm trú ngụ lý tưởng cho nhiều loài chim quý. Tiếng chim hót tại rừng quốc gia Ba Vì. Tại phòng khách của vườn quốc gia, chúng tôi được gặp một biệt đội đang thực hiện một nhiệm vụ đầy thú vị.
Khoảnh khắc giao mùa này, bạn hãy đến Ba Vì để thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông hoa dã quỳ rực rỡ, tự thưởng cho mình cuối tuần nghỉ ngơi với bầu không khí trong lành để thanh lọc và tiếp thêm năng lượng cho một tuần mới đầy bận rộn.